Chào các bạn tin nhanh 24/7. Cận cảnh ngựa hoang Yamaha EZL6 2007 tại Việt Nam. Sau 7 tháng ra mắt khách hàng trên toàn thế giới, mẫu sport bike đình đám nhất của nhà Yamaha EZL6 2007 vừa được đưa về nước theo diện trưng bày tại triển lãm Việt Nam Motorcycle Show 2007 cho khách hàng tham quan. Mẫu xe này xuất hiện trong gian hàng của Yamaha, có ngoại thất là xanh dương đậm cùng một số họa tiết màu trắng làm điểm nhấn. Phần đầu xe thế hệ mới được thiết kế lấy cảm hứng từ người đàn anh R1, cụ thể là đôi mắt. Trong khi đó, hốc gió nằm chính giữa đầu xe lại có tương tự như siêu mô tô đường đua Yamaha M1 trong giải MotoGP. Hai bên hốc gió là cặp đèn pha dạng LED, thiết kế thanh mảnh nhưng rất là dữ dằn, như đang lườm người đối diện. Ngoài ra, hãng Yamaha còn bổ sung công nghệ LED cho đèn xi nhan tích hợp trên vỏ gương ngoại thất. Còn về phần đuôi, có thiết kế đèn hậu rất hoàn toàn mới. Bước sang hơi mới, mẫu mô tô 600 phân khối thành công nhất của nhà Yamaha được bổ sung thêm thiết kế khác biệt cùng hàng loạt công nghệ hiện đại hơn. Đầu tiên là phải kể đến thiết kế rất mộc hơn, giúp cho chiếc R6 2007 giảm đi 8% lực cản không khí. Tiếp đến là bình xăng được làm bằng nhôm, thiết kế hoàn toàn khác biệt. Hãng Yamaha cũng khẳng định bình xăng trên chiếc R6 2007 nhẹ hơn 1,2 kg so với đời trước. Trong khi đó, cái trọng lực tổng thể của mẫu xe này dừng ở mức 190 kg. Chưa hết, R6 2007 còn được trang bị yên chân người lái và khung phụ ở phía sau hoàn toàn mới, được làm từ mai nhê rắn chắc và nhẹ. Khung phụ phía trước của chiếc R6 2007 hẹp hơn 20m so với trước, cho phép người lái ngồi sát bình xăng hơn, nhằm giảm đi lực cản không khí cũng như dễ dàng đặt chân xuống đất. Chiều cao yên của mẫu xe này vẫn như cũ ở mức 850m. Phần bên dưới đuôi xe là ống xả như súng thần công ở triều đại Tudor của nước Anh ngày xưa. Tiếp đến là đồng hồ đo tua máy dạng analog truyền thống cùng với công tơ mét dạng kỹ thuật số và màn hình đa chức năng hiển thị kiểm soát lực bám đường cũng như chống bó cứng phanh. Còn về trái tim của R6 2007 vẫn là có động cơ 4 xi lanh thẳng hàng 16 bánh, dung tích là 599cc, làm mát động dịch, phun xăng điện tử. Khối động cơ sinh ra công suất lên tới 118,4 mã lực và mô men xoắn cực đại 61,7 Nm. Như vậy, so với R6 thời cũ, bản 2007 này có nội công yếu hơn khoảng 4 mã lực. Động cơ đi kèm hộp số xếp cấp, thêm tính năng hỗ trợ sang số nhanh tùy chọn. Công nghệ của R6 2007 không làm người hâm mộ thất vọng với hệ kiểm soát lực bám đường 6 cấp độ. Bên cạnh đó là hệ thống DMOS cho phép người điều khiển chọn giữa 3 chế độ lái, bao gồm tiêu chuẩn A và B. Tất nhiên, không thể thiếu hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Lực hãm của xe bắt nguồn từ phanh đĩa kép 320m ở phía trước, tăng thêm 10mm so với đời trước. Thêm nữa là buộc Skyway Speed 43mm tùy chỉnh ở phía trước thay vì loại 41mm ở phía cũ. Đằng sau, thiết kế giảm sóc Skyway Speed tùy chỉnh thế mới. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại kế tiếp. Nhớ like hoặc share như subscribe.